Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2024, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng cho khối ngành ngân hàng và sinh viên đại học. Tham dự buổi lễ có ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, trưởng ban tổ chức. Bà Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ, Bộ Nội vụ. Bà Nguyễn Khánh Chi, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Việt Nam. Cùng đại diện một số đơn vị, Vụ Cục Ngân hàng Nhà nước, Vụ Truyền thông, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Dự báo Thống kê, Vụ Chính sách Tiền tệ, Viện Chiến lược Ngân hàng, các tổ chức tín dụng, trường đại học và các thí sinh đạt giải. Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa, kết quả cuộc thi đã đạt được và cho rằng cuộc thi đã thành công mỹ mãn, có tác động lớn tới toàn ngành ngân hàng, lan tỏa hiệu quả trên nhiều góc độ. Phó Thống đốc biểu dương các cá nhân, tập thể đã có thành tích tham gia cuộc thi, biểu dương vai trò đầu mối tổ chức cuộc thi của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, sự phối hợp tích cực của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Phó Thống đốc cho rằng Hiệp hội Ngân hàng trong những năm qua không chỉ làm tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên mà còn góp phần vào tiếng nói chung của ngành. Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng mong muốn bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng sẽ tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa bằng các hình thức khác nhau, góp phần nâng cao chuẩn mực đạo đức của cán bộ ngân hàng nói riêng, củng cố niềm tin, uy tín của ngành ngân hàng nói chung. Bên cạnh đó cần tổ chức nhiều hơn cuộc thi chuẩn mực đạo đức dưới nhiều hình thức, phương pháp khác nhau. Hàng năm, cùng với công đoàn ngành ngân hàng để tổ chức cuộc thi, nhân rộng mô hình và cách thức lan tỏa chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, trưởng ban tổ chức cho biết, cuộc thi với sự đồng hành của UB Group, hội viên Hiệp hội, sự phối hợp của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã được tổ chức bài bản, quy mô, đem lại cho các thí sinh những trải nghiệm bổ ích và thú vị, cùng cơ hội học hỏi, rèn luyện, trau dồi nâng cao ý thức nghề nghiệp. Ông đánh giá cao sự tham gia tích cực của các cán bộ công nhân viên trong ngành ngân hàng. Đây cũng là cơ hội lan tỏa tới tất cả các tổ chức tín dụng, giúp xây dựng đội ngũ cán bộ ngân hàng chuyên nghiệp, tin cậy, góp phần tạo dựng môi trường làm việc đoàn kết, lành mạnh, từ đó nâng cao hiệu quả công việc, hướng đến sự phát triển bền vững của ngành ngân hàng, xây dựng hình ảnh đẹp của ngành ngân hàng với xã hội. Cuộc thi là cơ hội tốt để sinh viên tại các trường đại học, học viện cao đẳng trên cả nước được tiếp cận thực tế ngành ngân hàng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thay mặt các đơn vị đạt giải, ông Ngô Đức Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn Vietcombank cho biết, cuộc thi chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng sâu rộng trong ngành ngân hàng. Cuộc thi là một hoạt động rất thiết thực, có tác động một cách toàn diện đến mọi cán bộ nhân viên đang công tác trong ngành. Em Bùi Thị Duyên, sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội, là người đạt giải nhất chung cuộc khối sinh viên chia sẻ, lý do tham gia cuộc thi bởi em có định hướng phát triển theo ngành ngân hàng. Khi biết đến cuộc thi chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, trang bị những kiến thức mà một nhân viên ngân hàng cần phải có, Duyên đã quyết định tham dự. Duyên cho biết, cuộc thi đã lan tỏa nét đẹp của cán bộ nhân viên ngân hàng đến với mọi người. Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều hơn các cuộc thi như thế này để không chỉ những cán bộ nhân viên ngân hàng được tham gia mà những sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường cũng có cơ hội tham gia để biết thêm những kiến thức, nét đẹp mà một nhân viên ngân hàng cần phải có. Cuộc thi chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng là một trong 4 cuộc thi hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, 14 tháng 5 năm 1994, 14 tháng 5 năm 2024. Qua 3 tuần thi, hệ thống của ban tổ chức đã ghi nhận tổng số 224.851 bài thi. Trong đó, có 203.206 bài dự thi từ khối cán bộ nhân viên ngành ngân hàng và 21.645 bài dự thi đến từ khối sinh viên và ngoài ngành. Đã có tổng số 1.425 bài thi của cán bộ trong ngành và 229 bài thi của sinh viên và ngoài ngành đạt điểm tuyệt đối 190 trên 190. Thông qua cuộc thi, nội dung của bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng được tuyên truyền sâu rộng, giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết của từng cán bộ, công nhân viên chức, lao động ngành ngân hàng về những phẩm chất đạo đức cần thiết, văn hóa ứng xử của cán bộ ngân hàng trong nội bộ và với đối tác, khách hàng. Ban tổ chức đã trao giải chung cuộc cho các cá nhân, tập thể khối ngân hàng và khối sinh viên các trường đại học, gồm có 11 giải khối ngân hàng, 11 giải khối sinh viên, 10 giải tập thể dành cho tổ chức hội viên, 3 giải dành cho các trường đại học và cao đẳng, 4 giải dành cho đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tham gia tích cực nhất. Cũng tại buổi lễ, đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã trao bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Việt Nam cho 10 tập thể là Vụ Cục Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thương mại,
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và 6 cá nhân là thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba chung cuộc.